Bên trong thì gồm có một cái điện thoại iPhone 11 màu đỏ và một cái biên lai. Thì trên biên lai này Nguyên thấy có ghi rõ là điện thoại này giá là 699 đô, có nghĩa là 700 đô rồi ha, 700 đô. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau vào trong để mình đặt hộp iPhone 11 nha. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đài Nguyên TV. Thì các bạn ơi, sáng nay nhất định là Nguyên phải đi mua một cái sim điện thoại thôi. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì là từ hôm giờ qua đây á, là Nguyên chưa có đi đâu, cũng không có liên lạc với ai, nên quên mất là mình cũng cần phải có một số điện thoại riêng. Thì đến hôm nay thì chồng Nguyên đã đi làm trở lại rồi, thì ảnh sẽ chở Nguyên đi làm sim, hay nói cách khác là mở một line điện thoại. Thì mở một line điện thoại ở Mỹ khác với việc mua sim ở Việt Nam như thế nào, thì mời các bạn cùng theo dõi hết video này nha. Theo Nguyên được biết á, thì ở Mỹ là có 3 nhà mạng lớn, là nhà mạng Verizon, AT&T và T-Mobile. Thì trong 3 nhà mạng này á, nhà mạng Verizon thì có mức độ phủ sóng lớn nhất toàn nước Mỹ, sau đó đến AT&T, rồi cuối thì mới đến là T-Mobile. Thì đối với 3 nhà mạng này thì giá gói cước khác nhau, nhưng mà cái cách thức triển khai dịch vụ thì tương đối giống nhau. Sau khi mà so sánh các gói ưu đãi của nhà mạng hiện tại kèm với lại cái nhu cầu sử dụng của Nguyên á, thì chồng Nguyên đã quyết định là chọn cho Nguyên nhà mạng AT&T. Và ngoài ra thì ở đây thì bạn bè và người thân của Nguyên thì ai cũng sử dụng nhà mạng AT&T hết. Nên nếu mà Nguyên cũng sử dụng nhà mạng này luôn á, được add cái line vào cái line mà chồng Nguyên đã đăng ký, thì Nguyên sẽ được nhận những chương trình ưu đãi tốt nhất. Khi mà Nguyên sử dụng nhà mạng này á, Nguyên phải trả 27 đô sau thuế mỗi tháng và được nhận những ưu đãi như là gọi điện thoại, nhắn tin, sử dụng dữ liệu di động miễn phí và không giới hạn. Thì nhân ngày của mẹ thì nhà mạng AT&T đang có chương trình khuyến mãi là khi mà bạn mở một cái line điện thoại mới và thanh toán online thì mình sẽ được thưởng lại 150 đô vào trong tài khoản Visa, và sau đó thì sẽ giảm 50% nếu mà mình mua iPhone 11. Nên Nguyên đã quyết định là mua luôn iPhone 11 để tặng cho chồng của Nguyên. Nguyên đã về rồi đây. Thì trên tay Nguyên đang cầm là một cái túi của bên nhà mạng AT&T. Bên trong thì gồm có một cái điện thoại iPhone 11 màu đỏ và một cái biên lai. Thì trên biên lai này Nguyên thấy có ghi rõ là điện thoại này giá là 699 đô, có nghĩa là 700 đô rồi ha, 700 đô. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau vào trong để mình đặt hộp iPhone 11 nha. Rồi bây giờ mình thử đập hộp iPhone 11 để xem bên trong điện thoại như thế nào nha. Đây là bên trong, là gồm có một cái điện thoại màu đỏ rất là đẹp các bạn. Màu đỏ bóng các bạn ơi, đẹp lắm. Đây có màn hình. Còn ở đây là gồm có hướng dẫn sử dụng, đồ gỡ sim và một quả táo. Quả táo do điện thoại màu đỏ thì nó nằm trên một cái nền đỏ như thế này. Đó. Thì đây màn hình, cái chỗ gỡ sim coi. Thì các bạn biết không, khi mà mình mua cái điện thoại này nè, là mình không phải mua trực tiếp từ hãng Apple, mà là mình mua của nhà mạng AT&T. Và khi mà mình mở cái line điện thoại và mình mua cái điện thoại với cái mức khuyến mãi như vậy á, thì nhà mạng AT&T đã gắn sẵn cái sim điện thoại vào điện thoại này cho mình luôn rồi. Mở cho các bạn xem. Đây này các bạn, đây là cái sim điện thoại của mình đã được gắn sẵn vào trong điện thoại luôn.
mình mua cái điện thoại này á, với giá gốc là 700 đô thì khi mà mình được giảm 50% thì nó chỉ còn lại là 350 đô, và trừ đi 150 đô mình được hoàn lại, mình được thưởng ở trong cái visa đó, thì cái điện thoại này mình mua chỉ với giá là 200 đô thôi các bạn. 200 đô cho cái điện thoại này thì quá rẻ đúng không các bạn? Điện thoại iPhone 11 luôn, màu đỏ. Còn bên trong này thì gồm có cục sạc, tai nghe và dây kết nối với lại cục sạc. Thì iPhone 11 thì có một cái đặc điểm buồn hơn so với iPhone 11 Pro và 11 Pro Max là nó vẫn là cục sạc thường mà không phải là cục sạc nhanh như là iPhone 11 Pro Max nha các bạn. Đó, cái đặc điểm này rất là thương cho iPhone 11 luôn. Đó, nhưng mà không sao, thì Nguyên đã có điện thoại rồi nên cái điện thoại này Nguyên sẽ tặng cho chồng của Nguyên, và ảnh rất là thích màu đỏ nên Nguyên đã chọn màu đỏ rồi này các bạn. Rất là đẹp, một điện thoại màu bóng rất là đẹp luôn. Thì đây là tất cả những gì mà Nguyên muốn chia sẻ với các bạn khi mà mình mở một cái line điện thoại ở Mỹ và những cái chương trình ưu đãi. Nên khi bạn nào mà mình muốn mua line á, thì mình hãy kiểm tra tất cả những cái chương trình khuyến mãi mà nhà mạng đang có để mình chọn cho mình cái nhà mạng và cái chương trình khuyến mãi phù hợp nhất với mình. Các bạn ơi, video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Đài Nguyên TV nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.